Thưa quý vị, nhà xuất khẩu sữa lớn nhất thế giới là Fonterra đã ngừng hoạt động tại Sri Lanka sau khi hàng trăm người phản đối và buộc tội công ty này tiếp tục bán ra các sản phẩm bất chấp lệnh cấm của tòa án. Sau bê bối sữa bị nhiễm bẩn, thì công ty New Zealand này phải đối mặt với áp lực xây dựng lại lòng tin của khách hàng. Những người biểu tình ở Sri Lanka buộc tội hãng sữa Fonterra tiếp tục bán và quảng cáo các sản phẩm sữa bất chấp lệnh cấm của tòa án. Cơ quan an toàn thực phẩm Sri Lanka cho biết họ tìm thấy một hàm lượng cao các chất hóa học trong hai lô sữa bột. Bốn lãnh đạo cao cấp của Fonterra tại Sri Lanka đã phải ra hầu tòa vì không thi hành lệnh cấm. Các nhà máy sản xuất của công ty này ở Sri Lanka đã bị đóng cửa. Trong khi đó, tại New Zealand, hành động của Sri Lanka bị cho là cố tình gây áp lực cho Fonterra và nhân vụ việc này để nâng danh tiếng của ngành sữa trong nước. Chính phủ New Zealand tỏ ra tức giận khi Fonterra không có biện pháp chấm dứt bê bối sữa bẩn này. Fonterra cần phải xây dựng lại lòng tin của khách hàng. Đây là thông điệp rất rõ ràng mà chính tôi gửi đến cho công ty này. Xuất khẩu sữa là ngành kinh doanh lớn tại New Zealand, đóng góp đến 1/4 tổng nguồn thu xuất khẩu.